Con cảm ơn Chúa vì một ngày mới thật tốt lành Chúa đã ban cho tất cả chúng con. Thì giờ này là thì giờ của chúng con nhóm trên Zoom 2023. Xin Chúa ngài gìn giữ chúng con trong mùa Covid và ngài giúp cho chúng con có thể thêm được giúp cho chúng con có thể thêm được sự thông thái của Chúa và đức tin để chúng con có thể tin được những điều của ngài làm. Và ngài sẽ làm theo những điều mà chúng con kêu cầu. Xin Chúa ngài làm cho COVID không còn như đất nước Việt Nam của chúng con. Và xin Chúa ngài làm cho những cái người mà trước đây thờ cúng hình tượng thì chân danh Chúa Jesus, những người đó sẽ phải thờ phượng Chúa, những người đó sẽ ca tụng Chúa và những người đó sẽ ngợi khen Chúa. Con cảm ơn Chúa, xin Chúa ngài gìn giữ những người đó và ngài cho các bác sĩ được sự khôn ngoan từ nơi Chúa và những người đó sẽ tin nơi Chúa và sẽ chữa lành cho nhiều bệnh nhân bị COVID. Chúa con cảm ơn Chúa cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Amen.